Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà ở đường Bến Phú Lâm ha. Đây thuộc phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Phú Lâm, gần dòng xoay cây gõ nha cô chú anh chị. Vị trí này nằm gần góc đường Hoàng Lê Kha với đường Bến Phú Lâm ha. Căn nhà nằm trong hẻm 551 đường Bến Phú Lâm nha, hẻm 551 xẹt 32 ha. Thì hôm nay Vũ Hồng đây xem như một căn nhà là giá có giá mức tốt nhất ở quận 6 luôn. Rồi có kết cấu một trệt với 4 lầu á cô chú anh chị. Một trệt 4 lầu nha. Và cái hẻm ở khu vực nhà mình là cao ráo sạch sẽ, không ngập nước. Và nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Không bị quy hoạch giải tỏa gì hết. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này dưới giá dưới mức 1 tỷ 9. Có nghĩa là 1 tỷ 890 triệu á. Nhà một trệt với 4 lầu nha. Nhà có giấy chủ quyền hồng luôn, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Nhà mình hướng chính là hướng đông nha. Từ đây đi ra ngoài kia khoảng chừng 40 mét là mình ra tới mặt tiền đường Bến Phú Lâm ha cô chú anh chị. Mình rẽ phải thì mình lên cầu Ông Buông là cầu Hậu Giang á. Trái thì mình về cầu Hậu Giang ha. Cầu Ông Buông gọi là cầu Phú Lâm, còn cầu Hậu Giang nằm phía bên trái nha cô chú anh chị. Ở đây nằm gần góc ngã ba đường Hoàng Lê Kha với đường Bến Phú. Nếu cô chú anh chị bạn có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79 kênh YouTube Nhà đất Sài Thành ha. Đây hẻm phía trước nhà mình nè. Đây căn nhà mình ha. Đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà đất Sài Thành review bất động sản thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh. Còn nếu như mà đã nhờ xem kênh xem rồi, hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn hôm nay là căn nhà có địa chỉ là 551/32/6, đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và đây là phía trước của căn nhà mình nha. À, cái đường, cái dây điện này thì quận 8 đang âm xuống, các quận khác đang âm xuống rồi cô chú anh chị. Mốt âm xuống thì vị trí nhà mình nhìn ra chỗ này cực kỳ thoáng luôn ha. Các cô chú anh chị bạn nhìn cái view nhà mình là không có view vô nhà người khác nha. Đó. Ở phía đây đó có khoảng trống nè ha, không có view vô nhà người khác nha. Chiều ngang nhà mình là gần 3 mét ha, gần 3 mét và chiều sâu vô là gần 4 mét nha. Nhà có giấy chủ quyền hồng ha, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên nha. Và đây là cái trệt. Và đây là tầng 1 nè. À, đây là tầng 2, tầng 3, tầng 4. Ở đây thì ban công nhà mình á, là lấn full ra ngoài luôn. Là làm thành do nhà mình diện tích phía ngoài á, là chiều sâu nó ngắn. Nên cái phần ban công lấn ra là mình làm cái ban công dạ ở ngoài thôi. Còn cái cửa thì mình đưa ra full ra ngoài luôn. Để diện tích sử dụng trong phòng nó rộng ha. Không cần làm ban công phía bên ngoài, mình làm cái sử dụng luôn. Mình đẩy cửa ra là cái nhà giống như cái ban công luôn ha. Nhà mình thì được bảo vệ bởi hai lớp cửa. Một lớp cửa lùa bên ngoài và bên trong là được cửa sắt và kính mài cạnh ha cô chú anh chị. Rồi mời cô chú anh chị bạn vào xem bên trong nhà nha. Nhà của mình có hướng chính là hướng đông nha. Nhà có hướng chính là hướng đông. Ở đây thuộc phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Nằm đoạn giữa cầu Ông Buông với cầu khu Hậu Giang nha. Nằm gần góc đường Hoàng đường Bến Phú Lâm. Cô chú anh chị bạn nào có tầm tiền dưới 1 tỷ 9 á, mình mua hợp lý á cô chú anh chị. Nhà nằm ở hẻm cao ráo nước. Ở đây là hẻm đã được làm rồi nè cô chú anh chị. Đó, hẻm làm rồi nè ha. Đó, mình nhìn ra ha, nhà cái cống mà mình đâu. Đó, đường hẻm thì làm rồi nè cô chú anh chị bạn, thấy nó sạch sẽ ha. Và có cái vệt gom nước ở giữa nè. Ra ngoài mình rẽ trái là mình tới mặt tiền đường Bến Phú Lâm nha. Rồi mình nhìn lại khu viên xung quanh một lần rồi mình đi vô nhà ha. Ở đây khu vực nhà cửa cũng cao ráo không ha, cao tầng không nha. Ở đây thì tầng này do cái nhà mình làm cái ban công ở đây nên chủ nhà làm cái mái ngói bên trên để che nước nó tạt vô ha. Ở đây là đúc ra. Đó. Dưới 2 tỷ, dưới 1 tỷ 9, cụ thể là 1 tỷ 890 triệu ha.
nhà này mua ở cũng được hay là mình cho thuê cũng được nha cô chú anh chị. Ồ, ở đây mình lúc trước mình cho thuê được nhiêu tháng mình mát. À lúc trước căn nhà này cho thuê là 5,5 triệu một tháng cô chú anh chị, 5,5 triệu một tháng ha. Và nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ nha, một lớp cửa lùa bên ngoài và đây là cửa sắt, cửa sắt và kính mài cạnh ha. Cái này là do diện tích nhỏ nên mình làm cái đẩy ha, mình làm đẩy nha cô chú anh chị. Lùa là đó. Và tường nhà mình được dán cao lên 1m6 rồi ha, tường nhà mình dán cao lên 1m6 rồi nha. Cạnh này nè cô chú anh chị, cạnh này là gần 4m nè, còn ngang qua là gần 3m ha. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng mua bán, sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Do nhà diện tích nhỏ nên mình từng tận dụng từng khoảng không gian. Ở dưới cầu thang thì có làm một cái kho để chứa đồ. Ở dưới trệt này do diện tích nhỏ thì chủ nhà để sử dụng toàn bộ cho việc để xe, rồi để bàn ghế sinh hoạt đồ thôi ha. Nhà mình có điện chính nước chính, nhà là nhà đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nhìn cái tường này nè. Đó, trên đây là cái đà nè, nhà có cái đà này là đúc thiệt nè. Đó, cái đà chịu lực ở dưới nè. À, nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì mình đăng ký kênh ủng hộ chú Hồng ha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để giúp họ mua được nhà, cũng giúp chủ nhà bán được nhà ha. Tay vịn cầu thang là bằng inox nha cô chú anh chị. Và mặt đi thì đã được ốp gạch rồi. Tường nhà mình thì cũng được ốp gạch cao lên 1m, ở đây là 1m6 ha. Đó, 1m6. Ở lầu 1 này chủ nhà làm cái không gian này là không gian bếp, làm không gian bếp ha, và nhà vệ sinh lên trên đây. Đó, khu vực phía ngoài mình nè. Thay vì nhà mình có chỉ tới đây thôi, 4m là tới đây thôi. Phần này mình lấn ra thêm được là cũng được gần 5m ha, lấn ra thêm đây. Cửa này là sử dụng cửa đùa đẩy ha. Đó, cửa lùa đẩy nè. Đó, cửa lùa đẩy ha. Và ở đây là sắt và kính mài cạnh nha cô chú chị. Và đây là không gian ở phía trước nhà mình đây. À, không gian phía trước nhà mình ha. Thì ở quận 8 thì điện này cũng đã được âm xuống rồi. Thì ở đây thì Vũ Hồng nghĩ là trong thời gian ngắn tới thành phố cũng sẽ âm điện xuống toàn bộ luôn á cô chú anh chị. À, hẻm cao ráo sạch sẽ đã được làm rồi nha. Nhà mình là gần khu nhà đồng bộ cao tầng ha. Ở đây thì rộng rãi, nhà mình không có đối diện, nhìn sang trực tiếp sang cái nhà hàng xóm cô chú anh chị. Cũng thoáng ha, mình bước đây ra khoảng chừng 10m, 15m gì đó, ra rẽ phải, rẽ trái là mình ra bến Phú Lâm nha cô chú anh chị. Nhà nằm ở đầu phường 9 quận 8, thành là phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Gần phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu vượt cây gõ cô chú anh chị. Cầu vượt cây gõ là cầu giữa Hồng Bàng á giờ á. À, dòng xây cây gõ, cầu vượt cây gõ ha, nằm ở góc đường Hoàng Lê Kha với đường Hoàng Lê Kha với đường bến Phú Lâm nha. Nhà mình là đúc bê tông cốt thép luôn ha. Ở dưới trên thì đây cũng đúc bê tông cốt thép nè cô chú chị bạn nhìn đây nè. Đó, cái đà sắt nè ha. Đó, đà cái đà nè. Đó, cái đà nè. Đó, dài vô tới kia ha, bên kia cũng đà luôn ha. Cầu thang ở đây thì chủ nhà từ lầu 2, từ tầng 2 lên tầng 3 thì chủ nhà làm là cầu thang sắt nha cô chú anh chị. Tầng 2 là lầu 1, chủ nhà làm gian bếp, à, làm khu vực bếp và nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn là cùng chú Hồng lên trên lầu 2 là tầng 3 nha. Đây cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 thì bằng sắt nha cô chú anh chị. Nhưng mà nhà thì lại đúc là bê tông cốt thép nha. Đây khu vực lầu 2 thì chủ nhà tận dụng làm phòng ngủ nha. Đó, phòng ngủ có gắn máy lạnh sẵn nè. Tường nhà thì chủ nhà cẩn thận ốp cao lên 1m6 hết luôn rồi ha. Ốp cao lên 1m6. Ở đây thì sàn nhà này thì sàn gỗ nha cô chú anh chị. Sàn này là sàn gỗ ha. Phía trước nhà mình là có cái cửa sổ. Nó về nếu mình không có thế mình muốn cho nó đẹp hơn thì mình làm cái màn ha, mình làm cái màn cho nó sẽ đẹp hơn nha.
Ở đây thì cửa phòng là mình sử dụng cửa lùa, không có diện tích nhiều nên mình sử dụng cửa lùa ha. Ở trên đây cũng là đúc bê tông cốt thép luôn nha, cô chú chị bạn nhìn nè. Đó, được cái là nhà nhỏ nhưng mà đúc bê tông cốt thép ăn rất là chắc luôn nha. Giá dưới 2 tỷ, dưới 1 tỷ 9, cụ thể là 1 tỷ 890 nha cô chú anh chị. Và Vũ Hồng đang có mặt ở đây là lầu 2 là tầng 3. Từ lầu 2 lên tầng 3 thì chủ nhà cũng làm màu than bằng sắt nha. Ở đây về cô chú chị bạn nếu thích làm cho nó đi dễ hơn á, thì mình sẽ làm cầu thang gỗ, làm cái miếng gỗ giờ đây hoặc ốp miếng đá hoa cương cũng được ha. Và tầng nào cũng là đúc bê tông cốt thép hết nha cô chú anh chị. Vũ Hồng đang ở lầu 2. Lầu 2 là tầng 3 lên tầng 4 nha. Tầng 3 lên tầng 4 đây ha. Tầng này cũng có một cái phòng. À, có một cái phòng nè. Phòng này thì có nhà vệ sinh bên trong luôn nha. Bên đây có nhà vệ sinh bên trong luôn ha. Do diện tích nhỏ nên chủ nhà sử dụng cửa lùa nha cô chú chị. Cửa lùa ha. Do nhà mình là kế bên là nhà sớm nó chỉ có một trệt một lầu thôi. Nhà mình tới 4 lầu nên nhà mình cao hơn lên đến tầng 3. Lầu 3 tầng 4 là mình mở cửa sổ ra bên hông được nè ha. Đó, ngoài đó là cái đường rẽ trái là mình đi ra ngoài bến 45 nha. Còn mặt những căn nhà bên đó là mặt tiền đường kinh đường Hồng Bàng á cô chú anh chị. Và bên tay phải đây nè, cô chú chị bạn nhìn để ý cái cột ha. Cái cột đó là cái chỗ xe máy Quang Phương á cô chú chị. Đây nè. Ngay đây là xe máy Quang Phương nè cô chú chị bạn ha, để ý là có cái cột cao nè. Với cái bảng hiệu đỏ của xe máy Quang Phương nằm ở góc đường Hoàng Lê Kha với đường Hồng Bàng á cô chú chị. Rồi mình rẽ phải làm tới cầu vượt cây gõ nha. Rồi. Ở đây thì có cái cửa sổ nè ha. Ở đây có cái cửa sổ nè ha. Đó, cửa sổ này mở được nha. Đó, mở được ha cô chú anh chị. Đó, cửa sổ mở ra nè. Đó, mở ra nhìn xuống nè ha. Đây, ở phía trước nhà mình đây ha. Chú Hồng đang ở tầng này là tầng 5 lầu 3. Tầng 5 lầu 3 ha. Rồi, mình cùng nhau đi lên trên lầu 4 nha. Ở đây là cửa sổ này là có song sắt bảo vệ luôn nha. Song sắt bảo vệ và ngoài là cửa sắt ha. Tường nhà thì cũng được ốp cao lên đến tường nhà thì cũng được ốp cao lên 1m6 rồi nha. Ở trên còn khoảng trống đó mình có thể để đồ đạc được đó. Khu vực này cao ráo sạch sẽ, khu nhà đồng bộ ha. Đó, mặt tiền bên đây là mặt tiền đường, bên đây là mặt tiền đường bến Phú Lâm, bên phải là cầu Phú Lâm, cầu Buông á, còn bên trái là cầu Hậu Giang. Còn góc bên đây là cầu vượt Hồng Bàng hay là cầu vượt Cây Gõ ha. Ở đây chủ nhà cũng có làm cái song sắt này, cái song này để bảo vệ đây nè cô chú anh chị. Đó, gắn này lên đây nè. À, mới tháo à ha. Đó, cái sông này ở đây nè ha. À, lắp vô nè ha. À, để đảm bảo sự an ninh cho nhà mình ha. Sàn nhà này được ốp gỗ rồi nha cô chú anh chị. Sàn nhà này được ốp gỗ ha. Rồi bây giờ Vũ Hồng mời cô chú chị bạn lên tầng kế tiếp ha. Nhà mình thì có giấy chủ quyền Hồng luôn nha. Nhà đúc bê tông cốt thép rất là chắc chắn nha. À, mình lên thêm một tầng nữa nha cô chú anh chị. Một trệt với 4 lầu ha. Trên đây thì cũng đúc luôn nha cô chú anh chị. Trên đây cũng đúc luôn ha. Thì trên đây thì có cái bồn nước nè. Khu vực này thì chủ nhà tận dụng làm cái bồn nước. Còn nếu như cô chú anh chị bạn thích làm cái nhà vệ sinh trên đây thì cô chú anh chị bạn để cái bồn nước lên trên máy ha. Bồn nước ở đây. Còn mình mới thích là cái đây làm cái nhà vệ sinh thì mình đã làm cái bồn nước trên máy. Và tầng này cũng còn cao nha, có cửa sổ nè. Và ở đây là đúc hết nha. Cô chú chị bạn nhìn ngang nè ha. Một viên gạch nè, 2, 3, 4, 5, 6. 6 viên gạch ha. Hai bức tường nữa nha cô chú anh chị. Và phía bên đây, chạy dài qua nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 viên gạch ha.
Gạch này gạch 4 tấc nha cô chú anh chị. Là 11 là 4m4. 4m4 là có thêm bức tường này nữa nha. Bức tường này nữa nè. Đó, nhà đây thì có cửa sổ, có song sắt bảo vệ ha. Đây. Đây mở cửa này ra thì mình gài cái này để gió nó không quật nha, lên cao rồi gió nó bị quật. Đó, gió nó gịch ra ha. Đó, gài là hắn cô chú anh chị. Rồi gài lại ha, cho nó chắc ha. Bên đây cũng vậy ha. Mình mở ra mình gài lại nha. Rồi ở đây là có song sắt bảo vệ luôn nha. Nhà mình là cao bằng những căn nhà 4 lầu ở đây hết rồi nè. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà ở đường Phú Lâm, đường Bến Phú Lâm nha cô chú anh chị. Căn nhà mình là có địa chỉ là 551/32/6, đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 8, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Gần cầu vượt cây gõ, gần góc đường Hoàng Lê Kha với đường Bến Phú Lâm, gần góc đường Hoàng Lê Kha với đường Hồng Bàng, ngay chỗ xe siêu thị, xe máy Quang Phương, gần cầu vượt Hồng Bàng hay gọi cầu vượt cây gõ cô chú anh chị. Căn nhà này có kích thước ngang là gần 4m và chiều dài á, độ ngang là gần 3m và chiều dài là gần 4m. Và nhà có giấy chủ quyền hồng, hướng nhà là hướng đông. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là dưới 2 tỷ, cụ thể là 1 tỷ 890 triệu ha, dưới 1 tỷ 9 luôn, là còn 1 tỷ 890 triệu. Nhà có giấy chủ quyền hồng, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933 797979. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình đúc toàn bộ bê tông cốt thép ha, sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên. Nhà một trệt với 4 lầu ha, mức giá là dưới 1 tỷ 9, cụ thể là 1 tỷ 890 triệu. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu đi xem căn nhà này, liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng sẽ dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc ha. Rồi cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà nha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng cảm ơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.